Gì đó, có đứa làm trò gì đó hả? Có đứa làm trò gì đó, buồn ngủ không chịu ngủ mà cứ thức dậy dậy quậy gì đó hả? Ăn mà không kịp với bả luôn à? Sao giờ sao ẩm giác không dai vậy đó hả? Giác không dai vậy mới chịu hả? Hả? Bây giờ nằm còn quậy còn quậy. Buồn ngủ không ngủ nằm còn quậy còn quậy. Đó, hãy hãy đi, hãy hãy cho gớt đất đi. Đó. Cứ ẩm con tay đó hãy đi. Hãy sao hồi cho gớt đất đi, tôi biết rồi, đó, nhụi, đó, buồn ngủ gì lắm rồi. Sao? Quay qua nè, quay qua đây. Ngày hôm nay sẽ vừa nằm sấp và vừa massage nghe cô chú ơi. Lâu lắm rồi con mới massage lại nghe cô chú ơi. Cởi áo ra nghe con, cởi áo ra, cởi áo ra. Ok, bên này nữa. Lâu lắm rồi mẹ mới rảnh massage cho con nghe cô chú ơi. Đang con đang nằm trên gối nghe cô chú ơi. Đó. Ok, rồi làm đi. Em khoanh hai tay lại. Rồi. Ok nha, massage nha. Đó. Hôm nay cô chú thấy con khỏe chưa? Hai cái tay đâu? Hai tay đây nè. Đó. Ừ đó, đúng rồi, hai tay phải để vậy mới chống lên được đó, đúng rồi. Xa nha. Massage cho khỏe nha. Nằm lâu quá đau lưng nha. Nha không? Nằm lâu quá đau lưng, mỏi lưng. Trời, bữa nay hai tay bơi được luôn ta, hai tay đưa ra ngoài được luôn ta. Trời ơi, này cái lưng đã quá nè. Massage cái vai nữa nè, cái vai nữa. Tụt 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 đã xích lên tụt. Ok. Rồi sao hay dạ hay dạ đó rồi vậy đi. Đó ngóc cái đầu lên, đúng rồi, ngóc cái đầu lên. Ok rồi, hả chào ý. Hãy 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 bữa nay biết hãy rồi nè. Hãy cho té đi, té té bật cái đầu lên trên đó luôn đó. Hãy làm sao mà bay lên trên cái đó luôn đi. Bay qua khỏi cái gối này luôn, mẹ chụp không kịp đâu đó, biết chưa? Nằm hưởng thụ đi ở đó mà. Hãy hãy gì nó xa chào. Massage cho mau lớn nha. Ok, massage cho mau lớn nha. Rồi, mệt rồi ha. Chưa được 1 phút nữa. Chưa được 1 phút nữa. Mới có mấy 10 giây à? Mới có mấy 10 giây à? Nè, cô chú ơi, mới có mấy 10 giây rồi cô chú ơi. Ok. Sao? Đó, bên này ngóc đầu khỏe nè cô chú. Nè, đó. Đấy nè. Ấu lá. Ai vậy? Ai trong quay điện thoại vậy? Nè. Nằm sắp chút xíu, massage cái lưng cho nó rứt. Lâu lâu massage vậy mà chắc cũng tháng mấy, gần 2 tháng nè em mới massage lại cho chị. Này cái lưng hơi ghét à. Rồi. Ok, giờ nằm lật lại nha. Rồi. Đây. Sao?
gì đâu mà rèn luyện sức khỏe, gì đâu mà không có được lâu vậy trơn á, mới có mấy phút, chưa được 2 phút nữa, chắc cả 60 giây à, thi 1 phút 60 giây rồi còn chưa kịp với con nữa đó, hả, sao, mới ngu vậy phải khỏe tập được chứ, chứ còn lát bú no rồi xong nằm úp rồi ọc sữa rồi sao, ừ, sao che vú lại, để mày che vú lại, che vú lại, để thôi tao thấy vú, đây rồi ha, ừ, sao, để tao thấy vú á, ừ, gái con lứa để tao thấy vú kỳ lắm, ha con ha, gái con lứa mà để người ta nhìn vú kỳ lắm, mắc cỡ, ừ, mắc cỡ diêu mắc cỡ, trời hai cái vú của bà nè, bà da mông mỉm nè của chú, đó thấy không, thấy bắp tắp đỏ, thấy người ta gồng lên chưa, đỏ chưa, đỏ ghê chưa, đó thấy người ta tập tạ cuồn cuộn, đỏ giống ly lông ly đức, giống ly đức à, à đâu làm lại con, làm lại con. Năm cái nữa kìa, gồng ơi, gồng lên nè, gồng giống chú Lý Đức cái kìa. Cơ bắp cuồn cuộn, cơ bắp cuồn cuộn luôn, cơ vú cũng cuồn cuộn luôn nè. Cưng quá. Na chứ ẩm chỉ hồi cái mỏi tay mọi người, mỏi tay quá mà bỏ nó lên ghế thì nó là không chịu, nó đòi đi theo, cho nên thôi kệ đi, bỏ xe đẩy đẩy gì đi. Rồi ngày hôm nay mình có mua một ít đồ cho Giáng sinh nè mọi người, với phần mấy cái đồ ngủ của mình nó cũ hết rồi, cho nên mình mua thêm vài bộ đồ ngủ nè, với mua cho em mình liền mấy cái nón đây nè, đồ ngủ. Thế mình mua mấy con búp bê, hai con cái móc chìa khóa nè, mình mua mình cho con nhỏ em của mình ở Việt Nam á. Ủa mình nhớ mình mua có hai con, sao gửi về ba con vậy ta? Họ ba con đúng rồi. Hai con này cho mẹ mình. Đó. Để mớ đồ ngủ để thay đổi đồ, với phần mua cho ha, em mình liền mấy cái nón nữa nè. Có mua mấy cái móc khóa nè, thấy cưng lắm mọi người. Mình này mua gửi về Việt Nam. Làm quà cho con bé nha, con bé em của mình với mẹ của mình. À, ba con. Còn cái này là cái USB để mà đầu đọc thẻ mấy cái video mà mình quay ở trong cái máy á, nó vẫn còn trong đó, mình chưa có lấy ra để mình chỉnh được, cho nên ngày hôm nay phải mua cái đầu đọc đó để gắn vô. Lúc trước á thì trong cái laptop nó có cái khe cắm, cho nên không cần phải mua. Còn mấy cái này còn bây giờ mình xài cái máy vi tính thì cần phải có đầu đọc thẻ. Đây là mình mua cái ghe nịt bụng nè, để mình xài thử coi nó làm sao, coi nó thoải mái không, mình đeo cả ngày luôn mọi người, để mình nịt cái bụng lại cho nó thon lại, đẻ xong bụng chà bá như cốc chữa vậy. Đây khui cái này coi. Nó có gì đây. Ồ, cái hộp bộ đồ chơi. Ở bộ đồ chơi này mình mua cái quà Christmas cho con bé kia. Cái anh đó ảnh hay giúp mình làm giấy tờ này kia cái nọ đó. Thì mình mua cái bộ búp bê này nè. Nguyên một bộ này có 10 mấy đồng mọi người. Dễ thương quá ha. 1 2 3 4 5 6 con. Đó cái mình để ra xong mình trải mấy cái sợi này ra. Đó. Gói lại làm quà Christmas. Cái này để bên bên ha. Có 10 mấy đồng, quá đẹp, quá dễ thương. Good. 5 sao. Ôi bạn nhỏ ơi. Bỏ lên vậy, không chịu à. Không chịu thôi. Rồi, không chịu thôi. Rồi review đồ với mẹ ha. Ok. Cái này nó zip lại đây. Cái này nó không zip lên nè. Mở ra coi được. Rồi đến nè mẹ có đồ chơi cho con nè. Nè có đồ chơi nè. Dễ thương quá. Móc khóa nè mọi người. Dễ thương không? Cái này con bé ở nhà ở Việt Nam á, nó thích chơi búp bê lắm. À, mua cái con này gửi cho nó chơi, cái cột nó thắt bính làm đủ trò đây nè con. Đây nè, thấy không? Dễ thương không? Đây móc kiến nữa nè. Đẹp quá. Bỏ vô đây nè. Rồi. Mình mở
mở cái game này ra cho em xem. Wow. Ô, cái vải này ok nè, thoáng nè. Để này đi, lát mình mặc, lát mình mặc mình quay cho các bạn xem. Ở phía sau nó có cái dàn nút nè. Ở này ở phía trước, còn này ở phía sau có dàn nút không người. Cái này mình móc vô phía sau vậy, như thế này. Ồ, hay quá ha, dẫn thiết kế mẫu mới ha. Rồi để này một bên. Rồi tiếp tục. Nè, để nè đó. Đó, đây đó. Em ơi, liệt có tóc mà. Em liệt có tóc. Ok. Chọc ghẹo con biết hả con hả? Thì cục quá má mẹ. Đây đồ bộ mọi người. Ô đầm. Wow. À, giải phi bóng. Wow, cái đầm dễ thương quá nè. Ồ, có 6 đồng mọi người, 6 đồng 7 đồng gì đó. Mình nhớ mình mua có 6 đồng 7 đồng. Ồ, cái đầm dễ thương quá. Cái này phải mặc hết cho mọi người xem mới được. Này để hồi lát. Lát tối em mới điện ngủ đi rồi em thử. Đây nè. Ồ. Được quá nè. Ồ, giải phi bóng. Giải phi bóng mọi người. 5-6 đồng gì à. Đẹp, mẫu đẹp mọi người. Đây nè, ren nè. Đây nè, mọi người coi nè. À, ren nè, thấy không? Ren ở cúp ngực nè. 6 đồng gì đó, 5 đồng, 6 đồng gì đó. Tại mình coi mình thấy nó giảm giá thì mình mới mua. Ồ, giải này cũng là giải thun lạnh. Đây là giải thun lạnh. Đó, dễ thương không? Có ở dưới có cái bèo nè. Ở trên có mấy cùng có cái bèo phía trên nè, có cái nơ nó dễ thương quá ha. Nè. Đó, này mặc ngủ đẹp à. Mình thấy nó bán có 6 đồng, 6 đồng mà, 6 đồng mấy cái. Tại vì vô mấy bữa mình vô rót mình lựa không có đẹp, mấy mẫu không có đẹp. Tự nhiên bữa lên Timu nè, thấy nó sale. Ồ, cái vải này thun lạnh, mát rượi luôn trời. Cái vải màu đen nó thì mỏng hơn cái loại này dày hơn nè. Wow, đẹp quá ha. Nó có cụm dây để rút lên rút xuống nè. Nó có cái mẫu đây chỗ này nè, có cái móc khóa ở đây dễ thương quá ha. Nè, áo cổ tim, mọi người coi nè, áo cổ tim. Cái này để mình thử hết lên cho mọi người xem. Mình mua nhiều lắm, mình mua tới 6 bộ luôn hay gì á. Có bộ màu đỏ nè. Ô, có cái đầm màu đỏ nè. Wow, dễ thương quá các bạn ơi, có 6 đồng mà. Nè. Xuất sắc, trời ơi, đẹp, đẹp. Mặc đồ kiểu này chắc đẻ thêm đứa nữa quá. Mặc đồ kiểu này em chồng cũng đủ đẻ thêm đứa nữa quá. Đây. Rồi. Cái này là nhung. Wow. Cái này là nhung nha các bạn. Nhung màu đỏ. Wow, quá dễ thương. Nhung màu đỏ ở trên có ren nè. Có ren ở dưới, có ren nữa. Nói chung là mấy cái mẫu này mình có thể may được, chứ không phải là mình không may được nha mọi người. Mấy cái mẫu này rất là đơn giản, mình may 5 phút 10 phút là có một cái đầm thế này rồi, rất là nhanh. Mình may cái mấy mẫu này rất là nhanh, nhưng mà do là giữ bé này nè, không có thời gian á, rồi không có may được thôi. Chứ không là mấy cái đó dễ ủi à. Với tay nghề của mình cho 5 phút ra một bộ. Thật sự nếu như mà set up máy móc rồi sẵn hết á, rồi mình may 5 phút. Đây hôm bữa mọi người cứ coi hình con bé, cứ nói là con bé, con gái mà cứ nhìn con trai quá, cho nên bây giờ em phải mua đồ. Chị Tâm Mì kêu là mày phải mua những đồ gì mà nó thiệt là thùy mỹ á. Ok, ngày hôm nay quyết định mua mấy cái đồ nè, siêu bánh bèo luôn nè. Đó, siêu bánh bèo luôn. Con mà đội lên mà cô chú nó con trai nữa là con buồn nha. Đặt. Đặt. Ái lỗ. Để cô chú ơi. Ái lỗ. Ơn cháu. Nè nè nè. Ấy ô. Nè, tay thỏ nha cô chú ơi. Nè. Tay thỏ luôn nha. Đó, con đội tay thỏ luôn nha. Cái này là 1 tuổi mà đội vẫn vừa luôn nha mọi người. Tại nó này bự. À, có hai cái tay thỏ này nữa thấy không? Con đội tay thỏ kiểu này mà ai nói con trai là buồn nha.
Đó, siêu bánh bèo cà rốt siêu nhà nghèo. Em mà lệ cà rốt siêu nhà nghèo. Ờ đi 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 đi. Ok ok, thôi thôi không gẹo nữa, không gẹo. Không gẹo nữa. Rồi. Rồi còn cái nào nữa? Còn cái nào của em mà lệ nữa đâu? Đây, cái này của em mà lệ nữa nè. Để mẹ phui ra cho con. Ây da, sợ nó rắn chắc vậy. Ây da. Để chút. Ai đây 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 đây, rồi lột cái này ra. Ây da, lột cái này ra. Rồi rồi, ok baby. Rồi, đợi nó rồi. Đó. Rồi. Đây. Rồi, xong rồi. Nặng quá trời dễ thương, giá trời dễ thương nè, nó thấy không? Dễ thương rồi đó. Đó, có hai cái lỗ tai nữa nè, thấy chưa? Cô chú thấy con dễ thương chưa? Cái nón này là con đội tới 1 tuổi được luôn á cô chú ơi. Trời ơi. Rồi. Ok, baby ơi, baby à. Á chả. Rồi xong. Rồi thôi. Không chơi nữa thôi. Ok. Đây mọi người, cái đầu đầm đen. Đó, ướm gì cho mọi người xem tương nha. Rồi. Cái đầm nhung dễ thương nha. Mình thích cái giải nhung nha. Giải nhung mặt nó ấm. Đó, xong mặc cái này, cái xong cái mặc thêm cái áo khoác nữa. Ồ, thích cái này nè. Cái này nó dài nè. Đó, dài. Ở dưới nó có rua rua nữa. Trời, chấm gót luôn nha các bạn. Chấm gót luôn. Chấm cái gót luôn, cái này phải cắt lên nè, hơi bị dài. Phủ gót luôn á. Cái tutu này dễ thương nha, cái này mình sẽ cắt lên cho nó khoảng ngang đầu gối, ngang đầu gối gì nè, đẹp. Ngủ mà tôi toàn quá. Cũng rẻ, 6 đồng à. 6 đồng, 7 đồng vậy đó. Nè, dễ thương ha. Thì mình ướm cây dừa không? Cây dừa. Ok, dừa. Lẹp. Hôm bữa là mình xóa bớt 2 trái vậy đó nha. Đây. Đó, cái đầm đen. Cái đèn phối. Cái màu đỏ, màu đen, màu phối lại nhau đẹp. Rồi dừa luôn, dừa y luôn. Rồi gõ này. Mẫu này. Mẫu này cũng dễ thương, mẫu này mát, phun lạnh. Cưng ha. Để ướm. Rồi dừa luôn, dừa hết luôn. Cái nào cũng lẹp hết trơn. Đây, mình có mua cái nón này, mình mới đầu mình tưởng là cái nón của Emily, cái mình mua đại. Tới cùng ra, ai về đó nón của người lớn. Vậy là đổi cái nón này ấm ha. Hai cái nón kia cũ rồi, nó cũng lủng tùm lum bây giờ. Đổi cái nón này. Còn cái này nha. Cái này là thấy mấy người trên mạng họ review á. Cái đai này quấn này nè. Tính ra cái mẫu này nó ôm nha mọi người. Cái mẫu này nó ôm hơn cái mẫu mà được em được cái trong xài nha. Đây nó có phần đai này. Mình móc cái đây. Móc thêm cái này. Đây. Nó sẽ như vậy. Wow. Ồ. Em nghe quý vị. Em à. Cái này ngon à. Cái này gập xuống không bị đau nè, không bị cấn nè, được lắm. Mẫu này ok à, Duyệt à. Good, 5 sao. Mà nó có cái phần bo ở dưới cái dòng ngực này nè. Nó không có làm cho cái chỗ này của mình bị cấn á. Mà nó ôm được cái phần thịt này nữa. Ôm được cái phần thịt ngay đây nữa. Được á. Mẫu này ok á. Duyệt, 10 điểm. Đây, ba Henry. Cũng na về cho Henry một mớ nữa nè mọi người. Nãy giờ ông đi chợ nè, ông đi chợ mua. Ông mua một mớ rồi luôn nè. Cái gì đâu mà cột kỹ dữ vậy mấy nè.
mua quà để gói Christmas. Ôi trời ơi, con chó. Cái này gói Christmas là một thùng luôn á. Ồ, con chó này á muốn cho bà ngoại xin được nè. Bà ngoại thích mấy con chó này lắm nè. Đợt trước bà ngoại xin gấu của em. Em bỏ nguyên bịch đó, em nói để em soạn, em để nguyên bịch cho em gửi về cho mẹ em một vài con. Và tới cuối cùng ra mất cái bịch đó luôn, mất cái bao đó, không phải là bịch rồi là cái bao. Mất cái bao đó luôn, rồi tới cuối cùng là không có gửi về cho ngoại được. Con này máy bay này để em sắp lại em gói. Tới bữa Christmas cho anh tháo ra anh chơi, chứ bây giờ mà cho anh chơi là coi như là bữa đó không có quà luôn. Đây nè mọi người. Cái này là này là dẻ hả? Này tô màu. Cái này đang là sao tô màu mọi người. Này bữa nay nó giảm giá dữ lắm sao mà không mua tùm lum hết trơn à. Mày coi cái này nè. Ồ cái này là mấy cái thanh mấy cái cây á để cái xong sắp vào đầu cái mình nắm mình gút mọi người. Đây nè, là chơi giống gì nè. Đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Ờ để đây đi, mai mốt chơi chứ giờ chưa có chơi được đâu. Ok. Ừ để mày coi cái nào chơi được rồi mày đưa cho con chơi ok. Đó. Rồi. Còn cái này. Ủa này là vải. Không phải. Này là gì? Đồ quấn con. Giống áo gối vậy. Áo gối. Yeah, áo gối. Cái này áo gối. Áo gối. Áo gối để thường Christmas họ hay tặng mấy cái này mọi người. Họ tặng cho nhau là khăn tròn, nón, rồi áo gối, rồi bao tay, bao chân, mấy cái đồ đó thì dễ xài, không ai chê, không ai khen gì hết. Thì cái này là hai cái áo gối. Đây là hai cái, thấy không? Hai cái áo gối. Hai cái áo gối này là quà cũng dễ thương nè. Còn lại gì đây? Còn là cuốn bút. Cuốn bút để cho em gì đọc nè. Cuốn bút này em gì đọc được. Mà này bự chút mới đọc được chứ còn nhỏ quá ha, không đọc được đâu. Dè cái này anh khoái rồi nha. Legal nè. Yeah, legal nè. Bọn chơi điện tử thì không thèm lại. Còn cái này là kẹo túi. Một túi như thế này. Mình sẽ gói chung như vậy nè. Đó, như vậy nè. Đó, hoặc là thêm cái túi này. Vậy, cái này như vậy nè. Đó là thành một cái hộp quà. Nít nó khui ra nó có đồ nó khoái mọi người. Vậy nè, đó. Mấy cái này mấy sen nè, mấy sen một bịch rồi. Rẻ. Khoái chó. Chó dễ thương gờ mắt lạnh nè. Rồi, tiếp tục. Cái này gì đây? Cái này là được chơi. Được chơi dành cho em bé con bé gái. Con gì? Cái này mô hình ngôi nhà, không biết gì luôn. Mình chưa bao giờ chơi, chẳng biết này là gì luôn. Dễ thương mọi người ha. Rồi, một cái. Anh nhớ đây. Nói nhỏ nhỏ để cho anh đừng nghe. Anh nghe đà nó cho anh mày rồi anh giật. Nhìn ghê, nó nhìn nó le lưỡi nó cười. Tại vì vô mánh nó luôn. Mấy cái này nó khoái lắm. Đó, rồi, để đây. Lego nè mọi người. Lego mà lắp ráp bằng hình dinosaur nha. Anh thích lắm. Hôm bữa em mua cái hộp đó. Nếu ai xem video đó là 40 mấy đồng cái hộp đó. Đó. Còn cái hộp này là mấy miếng đây? 3 trong 1. Này 3 trong 1. Từ 7 đến 12 tuổi nè. Nó có để độ tuổi để cho nít chơi á. Cái này 174 miếng. Còn cái miếng Lego này thì từ 6 tuổi trở lên nè. Họ có để số nè, đây nè. 6 tuổi trở lên nè. Cái này là 59 miếng nè mọi người thấy không? Đó. Nó có để lứa tuổi hết để mình mua là mình biết á, là cái độ khó của nó như thế nào á. Cái này gì đây? Ông già Noel. Này là dán vô cửa nè. Cái này để dán vô cửa. Cái này dán liền được. Chơi từ đây cho tới Noel được rồi. Cái gì đó, bố mẹ để xuống. Nói sao mẹ mới cho, trả lại đây. Nói sao? Mẹ ơi. Cho con xin. Con có xu. Khoanh tay lại. Con có xu. Ờ, ok. Đưa mẹ cầm. Nào, nói trước, nói đi. Nói. Mẹ. Cho con xin dinosaur.
Ok, rồi nói sao? Cảm ơn nè. Giỏi. Chứ gì đâu mà tự nhiên đồ của ta nhào nhào đi chụp chụp vậy hả? Rồi ở này làm cái nhạc đây. Thanh nhạc. Cái này là thanh nhạc gõ cóc 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 beng 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 á. Cái này để dành cho bé em đi chơi. Anh hai nó chơi cũng được luôn. Của em nhỏ hả? 12 tháng. Ở đây nó phải để là 12 tháng trở lên nè. Đó. Rồi bé Emily được 2 món. Đó, rồi. Đâu rồi? Emily có 2 món à. Còn mấy này à, của anh hai không à? Wow. Đợt này anh hai ba mua nhiều nha. Mua nhiều á để gói quà lại. Để mình phải gói mấy phần quà này lại để cho Christmas nó tháo ra chơi cho nó vui rồi. Cho nó có đồ chơi cho nó vui vậy đó mà.